Hello. Rồi, xin chào anh em nhé. Thì cái này có thể tôi xin phép khoảng anh em trong nhóm học khoảng 20 phút. Trong này hiện tại đủ 50 người vào xem live và chia sẻ. Tuấn tặng cho anh em cái cách vài cách cơ bản về khóa thông minh Smart Key loại tất cả hai jack. Chỉ cần anh em chia sẻ mỗi người khoảng 10 can. 10 nhóm chia sẻ nhanh, Tuấn chỉ có khoảng 15-20 phút chia sẻ cho anh em vài ban. Thế nào là khóa Smart Key đêm nay? Chúng ta quay lại màn hình được không? Rồi, chúng ta chia sẻ đúng không ạ? Chỉ cần anh em nhấn like chia sẻ cho Tuấn thôi, để cho tất cả anh em vào xem nhanh và sẽ hướng dẫn cho anh em khoảng vài ban mở khóa tốc ăn trên hai rắc, được chưa? Đúng rồi, và tất cả anh em đừng quên tham gia ủng hộ lũ lụt ở tỉnh miền Trung. Tuấn đêm nay hướng dẫn cho anh em là đêm thứ ba và đêm mai là đêm thứ tư và cuối cùng là đêm thứ năm, Tuấn xin phép được tạm ngưng và chúng ta đồng thời chia tay, và đồng thời Tuấn sẽ tổng kết tất cả số tiền và đồng thời sẽ đi thẳng ra Quảng Trị và ra ủng hộ ở tỉnh Quảng Trị sẽ là 2 ngày, gửi hết tất cả tới những người đang gặp khó khăn với số tiền nhỏ nhoi mà thì Tuấn đã kêu gọi. Cảm ơn anh em luôn đồng hành và theo dõi Tuấn, và Tuấn sẽ có ở đó khoảng 2 ngày sửa xe hoàn toàn miễn phí cho tất cả đồng bào bị xe lụt, hoàn toàn là miễn phí và kết hợp với một tiệm sửa xe ở khu vực Quảng Trị. Tất cả bà con có xe ga bị hư, ngập nước, không nổ thì ngày hôm đấy chúng ta cứ dắt xe qua nhiều. Tuấn hy vọng 20 ngày, 2 ngày Tuấn sẽ làm khởi động được 20 con xe ga nổ trong vòng 2 ngày ở Quảng Trị. Rất mong bà con ở Quảng Trị và anh em thợ máy sửa xe ở đấy, chúng ta hãy có một tấm lòng nhân ái, làm một cái băng rôn và thông báo tới tất cả khu vực bà con ở khu vực mình ở là sẽ có khoảng vài ngày sửa xe miễn phí, và Tuấn sẽ giúp anh em ở cửa hàng đấy trong vòng khoảng 2 ngày làm tất cả những con xe ga, sướng nhất là xe ga phun xăng điện tử, còn chế cơ thì anh em phải tự làm. Tất cả xe phun xăng điện tử FI Tuấn sẽ hỗ trợ cho bà con 2 ngày hoàn toàn miễn phí, không lấy 1.000. Ok, còn vấn đề đó là nhờ anh em ở khu vực Quảng Trị. Rồi, anh em đừng quên, chúng ta quay lại ở khóa này Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em bật nhà nhanh tốc hành trong vòng khoảng 15 cho tới 20 phút, bởi vì Tuấn phải nói nhanh và đồng thời kết thúc sớm để quay trở lại hướng dẫn cho anh em đêm nay về đọc key trên xe loại hai rắc và đồng thời FOB hai nút, được chưa? Ok nha. Thế nào là cái ổ khóa này ở trạng thái tìm xe được nhưng không mở được núm núm khóa? 50 người xem đủ không ạ? Và anh em đừng quên tham gia khóa học online phun xăng điện tử K10 vào đầu tháng 11 khi Tuấn đã ở Quảng Trị quay đầu về. Với số tiền nhỏ nhoi, Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em trong vòng khoảng 14 đêm. 14 đêm nhiều cảm giác thăng hoa, nhiều điều thú vị, nhiều cái pha hài cười nhấp nhả cho phun xăng điện tử nó ok hoàn hảo hơn. Tuấn có thể đeo mic cho nó rõ và đồng thời tiếng nói hơi to, có gì mốc rất mong anh em thông cảm nha. Ok, chia sẻ 12 người nữa được không ạ? Có anh em nào muốn ok cái bang này chúng ta chia sẻ được không ạ? Tốc ảnh Tuấn chỉ có thời gian 15-20 phút. Rồi, thời gian đã 4 phút trôi đi, còn khoảng 15 phút nữa hoặc là 10 phút nữa, chúng ta hãy cố gắng chia sẻ nhanh để Tuấn hướng dẫn cho anh em cái bang này nhấp nhả cho vòng tích tắc. Có bao nhiêu bước để khởi động ổ khóa này và kiểm tra biết SU có sống hay là chết chỉ là trong tích tắc. Rồi, vận dụng trên tay của Thị Tuấn không có gì ngoài một cái bóng đèn thử. Một, thứ hai, trên tay Tuấn không có gì ngoài một cái rắc đồng hồ. Rồi, tất cả hai món ổ khóa này biết hoạt động hư, sống hay là chết. Rồi, đây. Thế thôi. Rồi, thì một con xe ở khách hàng ở trạng thái mang con xe vào, anh em nghe đây, ở trạng thái hình hài chìa khóa ở led màu xanh,
Tìm xe kêu. Âm thanh vang lên rất lớn bởi vì bình điện rất mạnh. À, xe này tôi đã câu trực tiếp bình. Còn vấn đề chết IC thì đương nhiên tôi sẽ là người chịu, anh em yên tâm. Tôi câu thẳng hệ thống sạc vào bình ắc quy. À, với tôi thì đương nhiên phải chịu chơi. Đấy, nhiều anh em sợ chết IC đúng không? Còn riêng thì Tuấn cục nạp này, Tuấn bảo nó sống là nó phải sống, nó nạp thẳng vào ắc quy. Cái này anh em thấy không? Do bình ắc quy này đang bị yếu. Rồi. Thì vấn đề ở đây bình ắc quy rất mạnh. Rồi. Và anh em đừng quên tham gia khóa học vào ngày vào đầu tháng 11 tới đây ạ. Tháng 11 ở đây sẽ có một khóa học kéo dài tiếp tục vào cam 10 cho vào 14 đêm. Rồi, máu ở trạng thái tất cả đều bình thường. Led xanh tìm xe được. Ok. Nhưng đồng thời núm khóa này sẽ không bao giờ xoay được khi chúng ta nhấn nút để. Đây. Ok, đơn giản đúng không? Rồi, bước đầu tiên. Nhấn nút đề nhưng ổ khóa này vẫn không xoay được. Thì cái bình bây giờ thì Tuấn đang mở ra ở ngoài kia đúng không? Ok. Anh em mở cái bình cho nó nhanh. Hoặc Tuấn ZS rút SCU cũng được. Thì bây giờ bình nó đang kẹp ở đây, Tuấn làm biếng mở cọc bình nha. Tuấn rút SCU. Nha. Ở trên tay không có làm cái gì hết. Đây, núm khóa vẫn không xoay được này. Rồi. Thì cọc bình kia thì Tuấn biếng mở. Thì Tuấn sẽ đồng thời SU nằm ngay đây, Tuấn sẽ rút SU cho anh em. Nha, rồi. Được chưa? Rút SU này. Cắm vào này. Xoay này, rút ra này. Ok. Nhưng hiện tại rút ra thì đề không nổ đúng không? Ok. Được chưa? Đơn giản. Cái này nhanh thôi. Một bước thành công. Bước thứ hai. Chúng ta hãy đi kiểm tra chân số 5 xem có điện dương 12V từ công tắc đề chạy xuống đây không. Công tắc phanh dương 12V từ xích tốp tay là công tắc phanh sáng. Chứng tỏ công tắc phanh sẽ có 12V điện dương cấp tới chân số 5 của SU thành công. Rồi. Bước cuối cùng. Biết con SU này có chết hay không hoặc là đứt dây. Chúng ta chỉ cần đơn giản mượn một cái dây, chúng ta cấp ngay vào chân số 8 của SU, đọc luôn màu dây vàng sọc chân biển, chân còn lại cấp điện dương. Được chưa? Cấp điện dương vào cộng ắc quy, nổ không? Không nổ đứt đường dây. Nổ không? Nếu nổ thì đương nhiên chết SU. Thế rồi. Ok, 107 người coi. Có thể chia sẻ thì rất đông người coi nhỉ. Ok. Thì hãy chung tay cùng Đồng Tuấn ủng hộ bão lụt đúng không ạ? Vì đồng bào miền Trung 10 ngàn, 20 ngàn chúng ta nổ tài khoản bây giờ đúng không ạ? Thì anh em cảm thấy các bạn cái này hay và quý khách hàng coi này hay thì số tài khoản Tuấn đã để trên tường. Thì tất cả anh em bà con nào ở đây và tất cả anh em thợ xe máy cảm thấy hay chúng ta ủng hộ 10 ngàn đúng không ạ? Để 3 ngày nữa Tuấn sẽ đi ra Quảng Trị thay mặt tất cả tấm lòng của anh em ủng hộ tất cả các đồng bào lũ lụt đến tận tay. Đợt này sẽ là gửi tiền chứ không gửi mì tôm. Ok, đúng không ạ? Chia sẻ mà Tuấn sẽ quay lại một lần nữa làm cho anh em khi ổ khóa này búng nhả nổ. Rồi, ok. Đấy thì có thể lâu lâu lại chia sẻ văn vận thì đông người coi nhỉ. Ok đấy. Đúng không ạ? Tuyệt vời. Chia sẻ ban bận thì có thể đông người coi, đông người coi. Tuấn cảm ơn. Coi thì nhớ ủng hộ nha. Bởi vì sao? Số tài khoản Tuấn đã ghi trên tường. Rất mong những tấm lòng hảo tâm của những toàn thể anh em, quý khách hàng, bạn bè thân mến gần xa. Tuấn đêm nay giảng cái khóa này là khóa thứ ba, 5 ngày hoàn toàn Tuấn giảng là miễn phí. Tuấn cảm ơn nhiều anh em đã tin tưởng đóng 500k trong vòng 5 đêm về khóa. Tất cả cái đấy Tuấn sẽ chích ra hết, đồng thời gửi tới tất cả tay những người dân đang chờ chúng ta. Vì lý do gì? Vì lũ lụt thiên tai gây ra, quần áo, mùng mền, chéo gối, chăn màn hiện tại trôi hết. Và nước bây giờ cũng có thể đang rút dần. Và mì tôm
thì rất nhiều, Tuấn vừa liên hệ ở đấy có nhất nhà rất nhiều mì tôm và gạo. Người ta bây giờ cần tiền, tiền để làm gì? Để làm lại cuộc đời. Bởi vì cuộc đời người ta hiện tại đang là tay trắng, là con số 0. Người ta bây giờ phải gây dựng lại từ đầu. Rất mong những tấm lòng của anh em hãy chịu khó nổ tài khoản, dù ít hay là nhiều, đó là tấm lòng. Bởi vì cuộc sống của chúng ta có rất nhiều anh em còn khổ và nghèo à, thì chúng ta hãy chia sẻ lên. Và chúng ta quay lại màn hình, toàn sẽ anh em tặng anh em một cái clip video lần thứ hai để khởi động ổ khóa, biết thế nào là sống hay là chết, rất tích tắc về thông khóa, không bao giờ phải lộn xộn về sơ đồ mặt điện quá nhiều trên hệ thống khóa sở mất kỳ. Còn anh em nào cần về tài liệu, anh em comment inbox, giá rẻ Việt Nam không có ai bán rẻ hơn Tuấn đâu. Rồi thì sẽ quay lại cho anh em ok hơn. Nghe nói về luật ủng hộ cái là số lượng anh em xem sẽ giảm. Chúng ta phải làm sao ban bật hay là ủng hộ hay là Tuấn bán. Sau này Tuấn có ra chợ bán tôm, bán tép thì anh em cũng phải chia sẻ và ủng hộ. Trong tương lai cuộc sống của Tuấn chẳng bao giờ biết được điều gì vào ngày mai. Có thể ngày mai lại cầm cái micro và cái loa này ra ngoài kia bán tăm xỉa răng, bông máy tai, hoặc là kẹo xì gôm, hoặc là ngày mai lại đẩy cái xe kẹo kéo đi chợ bán từng cái bấm móc tay chẳng hạn. Nên rất mong anh em đồng hành và ủng hộ. Trước mắt Tuấn còn chia sẻ được cho anh em thì anh em hãy xem ban bật rồi clip. Rồi bây giờ Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em demo một lần nữa cho anh em dễ hiểu và chúng ta sẽ kết thúc ở clip tại đây luôn. Ok. Đây. Ok nhá. Một ngày là đấy con xe tìm xe được ở trạng thái đèn tất cả màu xanh. Tuấn sẽ quay cái cam cho nó xa ra cho anh em. Được chưa? Còn anh em nào muốn sâu xa hiểu ok hơn, inbox comment cho Tuấn tham gia khóa học. Tìm xe được nè. Ok chưa? Núm khóa này không xoay được, Tuấn sẽ đánh thức từ cái nút đề này nhá. Rồi bỏ xuống này, cho nó rơi xuống luôn đi. Ok, treo vào đây cũng được. Rồi. Tất cả ở trạng thái này, led xanh. Tìm xe được mà. Bình kêu to, bình nối rồi. Đánh thức nút đề này. Không được này. Được chưa? Thế anh em có thể mở cọc bình âm dương ra. Còn ở đây nó tiện tay Tuấn rút ESU. Được chưa này? Tuấn làm cho anh em nhanh này, bởi vì nó là điện, nó chạy anh em không thể nào nhìn thấy được. Nhấp một cái nào. Nhấp một cái hoặc cắm vào này, ổ khóa sẽ nhảy này. Xoay này, rút ra này, đúng không ạ? Rồi. Bước thứ hai sẽ kiểm tra 12V từ xít tốp tay chạy tới chân số 5 của ESU. Bóp xít tốp sáng. Thì lúc này 12V từ ESU quá hoàn hảo, chuẩn không cật chỉnh, bởi vì đã có dòng điện 12V cấp đến chân số 5. Rồi, tiếp tục chúng ta chỉ cần đi bước thứ ba, biết con xe này có ok ở vấn đề gì và gì chết. Cấp một dòng điện 12V nhất định từ dưỡng ắc quy vào chân số 8 của ESU. Anh em nhìn đây. Rồi, kết thúc. À, rất nhanh cho anh em và rất hoàn hảo. Rồi, chúng ta đừng quên nhấn like chia sẻ. Nhấn một anh em phải 10 like chia sẻ trên nhóm để cho nhiều anh em biết về thông khóa. Nó dễ còn hơn anh em ăn hạt cơm. Rồi, làm hệ thống khóa thông minh Smart Key với Điền Tuấn nó chỉ đơn giản chỉ là thế thôi. Có nhanh không ạ? Có dễ không? Ok. Có phải bỏ hết mấy triệu lên trường để học về sổ bất kỳ không? Hay ngồi ở nhà cũng làm được khóa sổ bất kỳ? Thì anh em hãy comment, chia sẻ, ủng hộ cho Tuấn nhiều hơn để cho Tuấn có một cái tinh thần ok hơn. Về thông khóa. Được chưa? Khi nổ rồi thì SU nó sẽ là vô hiệu hóa. Gác vào đây. Xe này là xe zin nha anh em, chứ không phải là xe lên đâu. Ok. Rồi, tặng anh em cái bàn này. Ok. Rồi.
hay không ạ? Hay, chúng ta comment comment mạnh lên. Cái này tôi muốn gửi tới cho tất cả anh em thợ máy nào tay nghề còn yếu thì chúng ta hãy cố gắng để sau này Smoky nó dễ hơn là ổ khóa thường cho anh em. Được chưa? Rồi, chúng ta hãy cố gắng lên. Rồi, đúng không ạ? Thì đương nhiên bây giờ sẽ là vô hiệu hóa bởi vì chúng ta đã rút SU ra. Nó rất nhanh thế thôi. Không có gì cả. Có rất nhiều anh em đang gặp khó khăn về hệ thống khóa thông minh SmartKey. Tuấn hy vọng đợt này sẽ đi Quảng Trị về nhà sẽ có cho anh em nhiều bạn bận hơn, cho anh em nhiều cái cảm giác thoải mái hơn để anh em làm một sản tử. Và chuyến này Tuấn sẽ đi Quảng Trị về và Tuấn sẽ có một quà khuyến mãi cho anh em. Sau cái buổi nếu Tuấn quay trở lại, đồng thời tặng cho anh em một cái mô hình. Được chưa? Rồi, mô hình tương tác vài triệu ấy. Anh em hãy chào đón để Tuấn đi Quảng Trị về nhá. Hôm nay sẽ tặng cho bọn em nào nhanh nhất, comment chia sẻ nhiều nhất, chúng ta sẽ được tặng một cái mô hình. Chuẩn bị một cái mô hình thì về nhà kiểm tra tất cả dòng xe IC phun xăng điện tử của Honda ngoài điện tử nhá, và của Kia, Esai, Novo. Các bạn chỉ cần cắm lên và thử một cái biết con này có bị chết đi xe không, và các bạn treo cái mô hình ở trên cửa hàng rất tuyệt vời và đẹp, rất đẳng cấp, hoàn toàn là miễn phí trong đêm Tuấn đi Quảng Trị về, được không? Ok, bộ này mấy tiền là bộ gì anh em nhờ? Ok, và anh em đừng quên tham gia vào tất cả đăng ký khóa học vào đầu tháng 11. Tuấn sẽ mang lại cho anh em yếu tố, anh em chỉ cần học online như thế này thôi, online Tuấn dẫn hay hơn. Cái này là Tuấn đang live stream, có thể giọng nói nhanh hơn, nói nhanh hơn. Còn trong online trực tuyến phê lòng à. Được không? Nhiều điều thú vị và nhiều pha hài hước trong cuộc sống, và nhiều cái rất hay nằm trong nhóm học online để cho anh em có một tâm thình tâm nó thoải mái hơn. Đấy, nó không bao giờ bị phải đau đầu nhức óc về hệ thống xe phun xăng điện tử. Rất mong anh em hãy chia sẻ nha. Rồi, xin phép anh em clip video đến đây là kết thúc. Rất mong anh em hãy ủng hộ. Anh em nào ủng hộ 10.000 nổ tài khoản đêm nay cái nhỉ? Bạn bận hay mà. Bạn bận này anh em đừng bao giờ tiếc, ủng hộ 20k. Tiếc không? Có ai? Anh em nào có tài khoản trong tay hoặc nạp cạc cho Tuấn để ủng hộ cho đồng bào lũ lụt tỉnh miền Trung vào 3 ngày nữa Tuấn lên đường. Trong này có thể 123 người xem thì ủng hộ người 10.000. Thì 10 người 100.000 trong này cũng được triệu mấy, 10.000 đúng không ạ? Làm cái cạc Tuấn sẽ quy ra Việt Nam đồng và đồng thời sẽ đi gửi tới đồng bào. 120 mấy người xem. 120 người xem còn có cộng 45 người đêm nay mà tiếc gì các bạn không, hoặc là anh chị em không ủng hộ nhờ. Ok. Người 10.000 làm cạc, 10.000 đâu to. Ủng hộ. Để Tuấn mang lại số tiền đấy gửi hết tất cả cho đồng bào đang lũ lụt, đang bị thiên tai gây ra. Được không? Bạn bận nhanh quá mà đúng không? Smoky hiện tại nó chỉ là tích tắc, anh em chỉ cần hiểu thế thôi. Nó rất nhanh về hệ thống khóa, bởi vì hệ thống khóa nó tự lập trình và chạy bằng điện. Thì cho thắng hãy làm sao đôi tay này nó phải chạy nhanh như thế. Ok nhá. Còn rất mệt vừa dạy sao. Số điện thoại của Tuấn ghi trên tường và ngân hàng luôn. Anh Văn Việt, số điện thoại của Tuấn là 0909 755 993, hiện tại không nghe được. Sau cái clip mà thì Tuấn like đây, Tuấn sẽ quay lại trở lại giảng dạy cho anh em. Rồi, clip video đến đây là xin phép được kết thúc anh em. Bây giờ nó là 20 phút. Xin chào tất cả những người đang xem live, Tuấn sẽ quay lại giảng cho anh em hiệp 2. Rồi, xin chào mọi người. Rồi, đúng không ạ? Tuấn đã ghi tất cả số tài khoản và số điện thoại ở bên trên. Còn anh em cần thông tin thắc mắc gì, anh em hãy comment, nhắn tin cho Tuấn. Hoặc chúng ta gọi luôn điện thoại trực tiếp qua số tổng đài nóng, đường dây nóng đấy, để ủng hộ đấy. 0909 755 993 nhá. Ok. Em 300k anh Đạt, anh ủng hộ rồi mà. Em 300k anh thì anh ủng hộ vừa rồi mà anh. Anh ủng hộ rồi mà. Đúng không? Hay là em gửi hàng cho anh mà em chưa ghi vào trong đấy, thì anh coi em bị thiệt, coi anh gửi cho em nhá. Anh Đạt. Nhá. Đấy, vừa rồi anh gửi em mà không biết là em đã nhận chưa. Nếu mà thiếu thì anh phải trả em đấy. Em lại
ít tiền túi ra em lại quên đi ủng hộ chúng ăn thì lỗ em, tội em nhá. Rồi, xin chào mọi người. Có thể hôm nay tôi nói hơi bị nhăn, nó hơi bị vấp và đồng thời nó bị dính cái bít trô ở đây, cứ chưa thấy quen. Đúng rất mong nhầm thông cảm, bít trô chưa tắm rửa. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong chương trình sau, nhiều video, nhiều clip hay hơn. Xin chào nhá, hẹn gặp lại anh em trong ngày mai.